Trên cái hành trình chúng ta đi sẽ có rất là nhiều người đồng hành. Ai đó nói rằng đi nhanh thì đi một mình, nhưng đi một mình không thể nào đi nhanh được anh em ạ. Tôi đố ông chạy bộ marathon mà một mình mà chạy nhanh được đấy. Tôi đố ông đi leo núi một mình mà leo nhanh được đấy. Thách luôn đấy. Cái câu đấy chỉ là lý thuyết thôi. Muốn đi nhanh phải đi cùng nhau. Còn ai đó bỏ đi một mình để đi nhanh ấy, đi một mình nhanh được một khúc thôi, khúc sau chết ngắc. Còn khi đi cùng nhau thì mới vừa đi nhanh và vừa đi xa được. Bởi vì khi chúng ta trải nghiệm có chạy marathon thì chúng ta mới biết. Khi anh chị có trải nghiệm đi leo núi đường trường chúng ta mới biết. Còn nhanh chỉ nhanh được một cây số, hai cây số không tính. Một cây số, hai cây số không giàu được. Là một hai hôm, một hai tuần không giàu được. Nó là phải nhanh, nó phải xa ở trong nhiều tháng, nhiều năm thì nó mới đạt được sự hưng thịnh. Anh em ạ. Đấy. Và có bạn vừa comment rằng là hiểu nhưng không biết làm thế nào. Đúng rồi, chính xác nó là như vậy. Hiểu nhưng không biết làm như thế nào. Có những cái giữa lý thuyết và thực hành nó rất xa nhau. Và tại sao lúc nãy tôi có nói rằng là muốn đi nhanh và muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Bởi vì nếu như ai mà nói là muốn đi nhanh thì đi một mình, đấy là bạn chưa làm marathon, bạn chưa đi leo núi 42 cây. Cũng giống như cái câu mà đừng cho cá hay cho cần ấy. Lý thuyết mẹ được. Đấy. Cho cá thì nó đói, nó cho nướng một lúc nó ăn vèo phát hết con cá. Cho cần hết lúc hết tiền nó mang ra đâu nhỉ? Mang ra ngã tư Sở nó cắm. Đấy. Thế là nó cụt cả cần cũng cụt cả cá luôn. Hãy cho họ kiến thức và vốn. Hãy cho con mình tư duy về tài chính và vốn để nó bắt đầu khởi nghiệp. Được chưa? Kiến thức và vốn. Được chưa? Nhớ đấy. Để mà chúng ta duy trì được một cái hành trình đủ dài về mặt thời gian thì lúc đấy nó mới có sự chuyển hóa ở bên trong chúng ta. Có thể nó chuyển hóa đến từ một cái nhận thức thay đổi. Có thể chuyển hóa đến từ một cái hoàn cảnh thay đổi. Có thể chuyển hóa từ những con người chúng ta gặp. Hoặc là chuyển hóa ngay từ những cái nỗi đau mình gặp phải. Mà để làm được cái điều đấy thì bắt buộc chúng ta phải đi cùng nhau. Có những lớp, có những cái nội dung mà chúng ta chỉ nói chuyện với nhau như thế này thôi mới dừng lại ở cấp độ biết thôi, chưa được cấp độ trải nghiệm. Cho nên là khi mà không có cấp độ trải nghiệm mới chừng dừng lại ở biết thôi, thì có rất nhiều thứ biết mà chúng ta không thể hiểu được tại sao. Và khi không hiểu được tại sao thì chúng ta sẽ không thể vận dụng được. Được chưa nào? Và không vận dụng được thì đến một lúc sẽ chán, và chán nó sẽ bỏ lại bằng không, nghèo lại hoàn nghèo.